Xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp, và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc Gian Eniroad 2. Đây là một sự kết hợp độc đáo giữa dòng Touring và dòng Road Đua. Vâng, và bây giờ em sẽ đi vào đánh giá ngay tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, và về ngoại hình, chiếc xe có tay nắm này của dòng Đua và bộ khung vươn lên rất đặc trưng của dòng Touring đường phố. Nước sơn màu trắng bóng các bác nhé. Điểm thêm màu những vạch đỏ rất là khỏe xe, đỏ đen. Gian Eniroad 2 và khung xe size S. Đây size S các bác, phù hợp các bác từ 1m6 đến 1m7. Mình xe đã qua sử dụng như những vết xước nhỏ không đáng kể các bạn. Tổng quan xe thì em đánh giá 80 đến 85%. Khá là mới, đây là càng đây. Như những chiếc xe Gian khác thì trước này em có bộ khung Alu XX, nhưng mà đây cao cấp hơn là Alu XL, cao cấp hơn so với những bộ khung Alu XX thông thường. Có thể lên Google và search, và em cũng nói rất nhiều những video trước rồi. Cọc yên nguyên bản của Gian, đây yên nhựa các bác nhé, nhựa dẻo. Đây là cặp vành của Gian, lỗ còn khá là mới, còn nguyên gai đây. Đùi đĩa FSA cao cấp. Đây các bác có thể nhìn này, xe khá là cao cấp. Dây âm sườn, những dây âm sườn thì có những xe cao cấp mới có các bác nhé, xe đời cũ không có những chiếc dây âm sườn này. Dây đi âm sườn, cổ phốt Gian, ghi đông Gian. Đây tay lái phụ dành cho các bác mà muốn đi kiểu touring. Đây, phanh khá là tốt, logo nổi của Gian này. Và xe cũng sử dụng một tay lắc cao cấp Sora, bên này là bên lip, bên đĩa các bác. Giờ sẽ quay thông số lốp. Đây cặp vành nguyên bản của Gian đây, lốp nguyên bản của Gian luôn, lốp này chưa được thay mà còn rất là mới. 700 × 32C, lốp này thuộc Touring. Đây các bác thấy. Và đây là mã vạch của xe với khung, còn nguyên nguyên mã vạch. Ở đây là cái tem gì đây, tem này theo em đọc là xuất khẩu sang thị trường Australia, sang thị trường Úc. Chiếc xe quốc tế. Gạt đĩa Shimano Sora, củ đè Sora đây.
Vâng, và xe sử dụng cấu hình 2, 4, 6, 8, 9, 9 lít. 3 đĩa cho xe 27 tốc độ. Vâng, và bây giờ sẽ test chuyển động của xe. Vâng, và lên lít. Chuyển động rất là trơn tru, khá tốt đấy. Trước khi đến tay các bác là nhà em đã chỉnh sửa hết rồi, các bác chỉ về đi thôi. Đúng. Ok, giờ tăng đĩa. Xuống đĩa. Lên đĩa. Chuyển động rất tốt các bạn nhé. Vâng, và em sẽ quay các bác về bộ phanh. Xe sử dụng bộ phanh đĩa của Mỹ Avis. Cái này là chỉnh. Đây. Chân chống nguyên bản của gian. Và các bác có thể thấy chiếc xe nguyên bản. Và chiếc xe này nguyên bản của hãng gian nó như thế này, chứ không phải là người dùng trước người ta độ các bác nhé. Các bác có thể lên Google và search tên chiếc xe gian Anyroad 2 để biết thêm về chiếc xe này. Vâng, và chiếc gian Anyroad 2 sự kết hợp độc đáo giữa dòng Touring và dòng Road Tour đang được bán tại cửa hàng Kiên Xe Đạp mức giá 11.800.000, miễn phí ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709943 để được tư vấn và xem những hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe này. Cảm ơn và xin chào các bác đã theo dõi video. Ngoài ra bên em còn bán những đồng hồ về Nhật, Nga và Thụy Sĩ. Các bác hãy lên YouTube và tìm kênh Kiên Đồ Cũ để xem những mẫu đồng hồ bên em. Xin chào các bác đã theo dõi video.